Xin mời các tín chức quỳ để lắng nghe lời huấn dụ của Mẹ Hội Thánh qua Đức Giám Mục. Anh chị em thân mến, vì những thầy này con cái chúng tôi và là thân nhân bạn hữu của anh chị em sắp được cất nhắc lên chức phó tế. Xin anh chị em hãy chú ý nhận định chức vụ các thầy sắp lãnh nhận đây quan trọng thế nào. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần thêm sức, các thầy sẽ giúp Đức Giám Mục và các linh mục của Ngài, đồng thời tỏ mình là tôi tớ mọi người trong chức vụ rao giảng lời Chúa, phụ tá nơi bàn thờ và thực thi bác ái. Các thầy sẽ giúp việc bàn thờ